biến căng, pha lê đăng status thằng rẻ rách, không xứng để được ca ngợi. Status căng đét của pha lê đang làm cả cõi mạng nháo nhào. Showbiz Việt dạo này drama cứ thế liên tiếp nổ ra, khiến các thánh hóng cũng hít hà không kịp. Giữa lùng sùng loạt nghệ sĩ Việt bị đưa danh sách chưa sao kê minh bạch tiền từ thiện, chiều ngày 9 tháng 9, trên trang cá nhân, pha lê tiếp tục gây chấn động khi đăng đàn cả khịa ai đó cực cất. Theo đó, pha lê úp mở nhiều thông tin về một người nào đó, cho biết anh này từng yêu không dám nhận và bán đứng cả đồng đội lẫn thầy giáo không những vậy bà mẹ một con còn nhắc khéo đến chuyện quyên góp từ thiện mỉa mai bằng những lời lẽ nặng nề như thằng rẻ rách không xứng để được mọi người ca ngợi nguyên văn status đang gây xôn xao của pha lê một thằng đàn ông mà đến người nó yêu đập đầu vào tường ngày xưa nó còn méo dám nhận đồng đội với thầy nó thì nó bán đứng không chừa một ai thì mấy người chờ đó mà mong nó tử tế với đồng bào nó tha không nuốt tiền của đồng bào là quy lại cảm ơn nó rồi chứ ở đó mà mong nó giúp ai. Mắc cười quá, ha ha, tư cách méo gì cái thằng rẻ rách đó mà mọi người ca ngợi ghê vậy. Mở to mắt ra mà nhìn đê. Status của pha lê đang làm chấn động về bít. Pha lê nhắc về người đàn ông này với những từ ngữ mỉa mai nặng nề, cho biết anh này từng yêu không dám nhận và bán đứng đồng đội. Chẳng những vậy, pha lê còn nhắc tới lùm xùm từ thiện, cho rằng ai đó không xứng đáng để được ca ngợi. Netizen đang không ngừng đồn đoán về nhân vật bí ẩn mà Pha Lê đang nhắc tới. Và tính đến hiện tại, Pha Lê vẫn chưa hé lộ đích danh nhân vật này, khiến cư dân mạng càng thêm tò mò. Dân tình thi nhau chấm hóng dưới bài đăng của Pha Lê. Phá Lê vẫn chưa hé lộ thêm bất cứ thông tin nào về người đàn ông này. Harry Won khẳng định sự minh bạch của hai vợ chồng đã từng nhận quỹ từ thiện thời nghèo khổ nên không bao giờ dám nghĩ lấy tiền đó dùng bậy. Là người từng nhận hỗ trợ vì nghèo khó. Harry Won hiểu được việc nên và không nên làm. Những ngày qua, đồng hành với Trấn Thành trong việc xử lý sao kê để đăng tải trên mạng xã hội không ai khác chính là Harry Won. Mới đây, nữ ca sĩ cũng chia sẻ dòng trạng thái nhỏ kể về việc có nhiều khán giả chất chiêu khoản tiền mình có để ủng hộ, quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung vào cuối năm 2020. Harry Won viết, mình đã đọc hết sao kê vì lúc đầu phải tranh thủ xóa tên người gửi tiền, vì luật sư bảo phải che thông tin cá nhân của họ mình xóa hết tên thì lại nghe là không được lộ cả số tài khoản người ta luôn. Biết vậy, từ đầu đã lấy giấy che là đỡ cực. Mà nói gì thì nói, dạo này người ta lấy thông tin cá nhân và lừa nhiều nên phải che cả số tài khoản, giữ an toàn chắc ăn cho người gửi tiền. Và định gạch thì bút lông nhà mình còn có hai chiếc, không đủ xóa hết hơn 1.000 trang nên phải lấy giấy che. Chứ thật sự muốn cho mọi người biết hết nội dung lắm. Mình đã đọc rất nhiều người cầu nguyện cho miền Trung, những lời tốt đẹp, những lời ấm áp. Trong đó mình nhớ nhất, một bạn gửi 30.000. Bạn đó viết đại khái, em là sinh viên, em có nhiều tiền nên em nhịn ăn sáng một bữa và xin gửi. Đọc mà thương gì đâu. Mình muốn kiếm nội dung lại nhưng không đủ cản đảm lục hết 998 tờ nên thôi, đăng hình cái khác cũng là ấm lòng hén. Phía dưới dòng chia sẻ của Harry Won có một cư dân mạng để lại bình luận khiến dân tình chú ý. Song song đó, bà xã Trấn Thành cũng đáp lại bình luận này và hé lộ quan điểm của cô về tiền quyên góp từ thiện. Theo đó, khán giả này bày tỏ tin tưởng với vợ chồng Trấn Thành, Harry Won. Nữ ca sĩ đáp lại rằng, đã từng là người nhận quỹ từ thiện của trường, nhà thờ trong thời chị sống nghèo nên chị biết số tiền đó quý như nào, nên không bao giờ dám nghĩ lấy tiền đó dùng bậy. Chia sẻ của Harry Won nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ khán giả. Trước đó, trong nhiều chương trình truyền hình, giọng ca anh cứ đi đi không ít lần cho biết khi còn nhỏ gia đình cô khá khó khăn. Harry Won nhận được sự giúp đỡ của nhiều nhà hảo tâm để theo đuổi con đường học tập. Trước đó, bà xã Trấn Thành từng chia sẻ, đây là năm thứ hai mình chuyển tiền học bổng cho gia đình khó khăn của trường mình đã tốt nghiệp. Hồi nhỏ, nếu không nhận được sự giúp đỡ của mấy cô chú là không thể nào có được ngày hôm nay. Tiền này sẽ dùng cho những học sinh học giỏi nhưng gia đình khó khăn trong trường. Xưa mình cũng đã từng nghèo và cũng đã từng được giúp đỡ. Ngoài ra, Harry Won cũng gây bất ngờ cho khán giả khi tiết lộ rằng bản thân đã tự bươn trải kiếm tiền từ năm 12 tuổi để trang trải chi phí sinh hoạt. Công việc đầu tiên của nữ ca sĩ ở tuổi còn đang ăn chưa no, lo chưa tới đó là phát tờ rơi ở các chung cư tại Hàn Quốc. Ngày xưa đi phát tờ rơi, phải bỏ vào cho từng nhà ở các khu chung cư. Chung cư nào có thang máy thì còn thích, chỗ nào không có thang máy thì một ngày phải đi bộ lên xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi được làm việc, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc chứ không hề bất hạnh chút nào cảm thấy sao bản thân mình giỏi quá. Cứ phát một tờ rơi là mình được 200 đồng, Harry Won kể. Liên quan đến chuyện che thông tin mạnh thường quân khi tung sao kê, Harry Won cho rằng đây là việc làm cần thiết vì dạo gần đây, nhiều kẻ xấu lấy thông tin cá nhân và lừa gạt nên phải che cả số tài khoản giữ an toàn cho người gửi tiền. Nữ ca sĩ nói thêm về quá trình chuẩn bị để minh bạch chuyện từ thiện của ông xã, bút lông nhà mình còn có hai chiếc, là không đủ xóa hết hơn 1.000 trang nên phải lấy giấy che chứ thật sự muốn cho mọi người biết hết nội dung lắm. Vấn Thành bị Tô nói dối vì sao kê không khớp với status kêu gọi từ thiện. Sau nhiều ngày dính nghi án không minh bạch tiền từ thiện, tối ngày 7 tháng 9, Trấn Thành đã chính thức tông 1.000 trang sao kê từ thiện, thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả. Tuy nhiên, dù công bố minh bạch nhưng sao kê Trấn Thành vẫn vướng phải khá nhiều tranh cãi. Điển hình như mới đây, netizen phát hiện phía trấn thành mong mọi chuyện liên quan sao kê dừng lại khi ngân hàng đã lên tiếng động thái trên của quản lý mc trấn thành nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng những ngày qua câu chuyện từ thiện và hành động mở đầu sao kê của trấn thành nhận được sự quan tâm lớn từ phía dư luận việc làm này của nam mc bên cạnh những lời khen ngợi công khai minh bạch thì cũng vướng phải không ít những ý kiến trái chiều giữa hàng loạt những lùm xùm trên trang cá nhân quản lý của mc trấn thành vừa có động thái mới ngay khi phía ngân hàng lên tiếng cụ thể người này viết giờ ngân hàng họ xác nhận luôn rồi mình cũng mong mọi chuyện dừng ở đây giờ là lúc giữ sức khỏe tìm kiếm nguồn năng lượng tích cực để cùng nhau vượt qua trận chiến bệnh dịch này nha đi kèm là bài chia sẻ trên fanpage chính thức của ngân hàng liên quan đến chuyện sao kê của trấn thành động thái trên của phía trấn thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng phía dưới phần bình luận nhiều người bày tỏ sự đồng tình khi cho rằng mọi chuyện được đẩy đi quá xa bởi ông xã harry won sẽ không thể làm giả những bằng chứng trên và đã có xác nhận hành động có bình luận nghi hoặc không có kiểm chứng lan truyền mặc kệ lời giải thích từ chính chủ điều này sẽ làm mất uy tín của người trong cuộc cách đây vài tiếng phía ngân hàng nơi trấn thành mở tài khoản để nhận tiền từ thiện đã lên tiếng khẳng định chúng tôi luôn cam kết về tính minh bạch chính xác của các thông tin trên sao kê tài khoản của khách hàng được cung cấp chính thức bởi ngân hàng theo quy định về bảo mật thông tin, ngân hàng chỉ được quyền cung cấp thông tin sao kê tài khoản cho khách hàng, người được khách hàng ủy quyền hợp pháp hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu. Bị hỏi về chuyện sao kê của Trấn Thành, Nathan Lee có động thái không tin người này nhưng lại tin ai đó. Trước câu hỏi của một netizen, Nathan Lee đã có màn đáp trả khiến khán giả hoang mang. Thời gian qua, showbiz Việt liên tiếp gặp vận hạn khi một nữ CEO tố thẳng mặt nhiều nghệ sĩ liên quan đến chuyện từ thiện, trước những lời thách thức sao kê MC Trấn Thành là người đầu tiên làm việc này, với mục đích lấy lại uy tín cho giới nghệ sĩ. Thời điểm công bố bản sao kê, dư luận lại một lần nữa dậy sóng với những luồng ý kiến trái chiều. Và những người trong showbiz dù không mấy liên quan nhưng vẫn bị khán giả đặt câu hỏi và mong muốn họ bày tỏ quan điểm xoay quanh việc này. Vốn được biết đến là người thẳng tính, không ngần ngại đề cập đến những vấn đề nóng bỏng trong showbiz Việt, Nathan Lee bất ngờ được fan hỏi thăm. Cụ thể, một người hâm mộ vào bài đăng của Nathan Lee để đặt câu hỏi anh suy nghĩ như thế nào về vụ sao kê của truyền thông ngay lập tức nam ca sĩ phản hồi cực thâm thúy anh tin truyền thông nhưng anh không tin truyền thông nha em nathan lee viết động thái trên của nathan lee khiến nhiều người chú ý và hoang mang vì không biết anh tin trấn thành hay thủy tiên bởi cả hai nghệ sĩ có tên lót và tên đều có hai chữ cái đầu nếu viết tắt đều truyền thông anh thông minh vừa vừa thôi thiên hạ còn theo với ạ một cư dân mạng thích thú bình luận cách đây không lâu nathan lee từng bức xúc đăng đàn Càng ngày mình càng tởm cái giới này giữa hàng loạt những lùng xùm của đồng nghiệp thời gian qua. Bên cạnh đó, anh còn bày tỏ sự ủng hộ cho việc thanh lọc lại giới showbiz Việt giống như giải trí hoa ngữ vừa trải qua. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.